Xin chào tất cả các bạn nha Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách để các bạn có thể xóa toàn bộ Cái lịch sử tìm kiếm cũng như là cái duyệt web Mà các bạn đã đăng nhập Ở trên cái ứng dụng Google Chrome Bằng điện thoại iPhone của các bạn nha Thì đây, trước tiên các bạn sẽ truy cập cho mình Vào cái ứng dụng Google Chrome cho mình Sau đó các bạn sẽ kiểm tra Cái phần mục lịch sử tìm kiếm ở đây các bạn nhìn thấy chưa các từ khóa các bạn tìm kiếm từ trước đến nay thì nó sẽ đều lưu ở cái phần tìm kiếm này nha cũng như cái các cái trang web mà các bạn đã từng đăng nhập thì nó sẽ đều hiển thị ở đây thì để các bạn có thể xóa toàn bộ đó đi thì các bạn sẽ thực hiện đây đầu bước đầu tiên đó là các bạn sẽ kích cho mình vào cái dấu ba chấm ở góc tay phải màn hình đây các bạn kích vào cho mình đó tiếp theo ở đây có mục nhật ký thì các bạn sẽ kích cho mình vào mục nhật ký nha các bạn kích vô đó, khi các bạn vào mục nhật ký, các bạn sẽ kiểm tra và các bạn sẽ thấy toàn bộ những cái từ khóa tìm kiếm cũng như là những cái mục ở duyệt web mà các bạn đã từng đăng nhập ở trên cái ứng dụng Google Chrome này nó sẽ đều hiển thị ở đây nó bao gồm cả những cái ngày tháng mà các bạn đăng nhập nó sẽ đều hiển thị ở đây nha thì để các bạn xóa thì các bạn sẽ kích cho mình vào cái phần xóa dữ liệu duyệt web bên dưới đây các bạn kích vô đó ở đây thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần lưu ý đó là cái phần phạm vi thời gian Nghĩa là các bạn sẽ chọn cái phạm vi thời gian ngày mà các bạn muốn xóa Ví dụ các bạn muốn xóa từ trước đến nay hay là xóa toàn bộ Thì các bạn cứ kích cho mình vào cái phần phạm vi thời gian cho mình Đó thì ở đây trong này nó sẽ hiển thị ra các mục để các bạn lựa chọn Thứ nhất đó là một giờ qua hoặc là 24 giờ qua 7 ngày qua, 4 tuần qua hoặc là cái phần từ trước đến nay, nghĩa là các bạn có thể xóa toàn bộ khi các bạn kích vào mục từ trước đến nay là các bạn uh, chọn cách để các bạn có thể xóa toàn bộ cái lịch sử tìm kiếm đó nha. Thì ở đây mình sẽ chọn là uh, trong vòng 7 ngày qua đi. Đây, mình sẽ quay lại. Khi mình đã chọn được cái phần uh, uh, lịch sử 7 ngày qua thì ở đây các bạn sẽ thấy lịch sử duyệt web nó sẽ bao gồm 100 mục này. Uh, cookie dữ liệu trang web nó sẽ có những cái thao tác và các bạn muốn xóa hay không tệp hình ảnh thì nó cũng sẽ lưu hết ở đây nếu các bạn muốn xóa thêm cái phần mật khẩu đã lưu cộng thêm cái dữ liệu tự động điền thì các bạn sẽ kích vào cái hai cái đó nha khi các bạn đã kích chọn xong thì các bạn sẽ ấn vào cái phần đó là xóa dữ liệu duyệt web các bạn kích vô các bạn lưu ý nha nếu các bạn muốn xóa toàn bộ thì các bạn nhớ các bạn kích vào cái mục là từ trước đến nay ở đây cho mình còn ở đây mình sẽ chọn bảy ngày qua đó tiếp theo các bạn sẽ ấn vào phần xóa dữ liệu duyệt web bên dưới đó, mục đã chọn sẽ bị xóa thì các bạn sẽ ấn vào xóa dữ liệu duyệt web. Rồi nó thông báo đã xóa dữ liệu duyệt web. Đó các bạn thấy chưa Khi các bạn kích vào đó thì toàn bộ cái lịch sử duyệt web nó sẽ thông báo này Là không có gì Lẽ là nó 100 mục nha Bây giờ nó thông báo là không còn gì nha Ở phần mật khẩu các thứ Nó đều sẽ không còn cái bất cứ cái gì trong vòng 7 ngày qua Các bạn sẽ à, vào các bạn kiểm tra trong vòng 7 ngày qua Nó sẽ không còn bất cứ cái mục tìm kiếm Cũng như là cái duyệt web của các bạn nha Đó thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn Cách để các bạn có thể xóa được toàn bộ Cái lịch sử tìm kiếm và duyệt web ở trên cái ứng dụng Google Chrome bằng điện thoại iPhone của các bạn thì các bạn thấy video mình hay ý nghĩa các bạn sẽ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cảm ơn tất cả các bạn chào các bạn ạ.